Xin chào cả nhà, mình là Taka đây. Hôm nay mình làm video này để gửi đến cho các bạn biết cách chăm sóc lead hop như thế nào. Và cũng có một số bạn hỏi mình là lead hop là gì nè, rồi làm sao để chăm sóc được một cái lead hop để cho nó ra hoa. Thì ngày hôm nay mình sẽ nói cụ thể hơn cho các bạn biết và cũng giới thiệu cho các bạn những loại lead hop. Các bạn cùng theo Taka nhé. Các bạn có thể thấy ở đây là mình đang có sẵn hai chậu lead hop được trồng cũng khá khá cây với nhiều màu sắc khác nhau, đúng không? Thì những cây này là những cây đang khỏe mạnh nè. Nhìn dáng của nó và màu sắc của nó thì chúng ta có thể biết được là cây thì khỏe và không có triệu chứng bệnh gì. Đây các bạn có thể nhìn thấy được gần hơn thì cây rất là căng mập và màu sắc cũng rất là tươi sáng. Thì đây là cách mà chúng ta biết được là cây có đang phát triển tốt hay không. Các bạn thấy là hiện tại thì mình đang trồng cây bằng một cái loại giá thể rất là lạ, đúng không? Hay có thể là nhiều bạn sẽ không biết đây là gì. Thì thực ra là chúng ta cũng có thể trồng lead hop bằng đất thịt được. Tuy nhiên là mình vẫn khuyến khích là nên trồng bằng những giá thể hỗn hợp như là đất Akadama, đất Solid Mix, đất Bum Mix cộng với phân tan chậm. Tại vì là có nhiều bạn thì trồng cây nhưng mà cái kiểu là sẽ quen với cái việc mà tưới nước mỗi ngày á, nên cái việc nếu chúng ta tưới nước, chúng ta quên mà tưới nước quá nhiều hoặc là bị mắc mưa thì cây cũng có thể thoát nước rất là tốt. Thì đối với cái loại đất này nè thì nó giúp thoát nước tốt hơn, không giữ nước cho cây để không gây làm úng cây. Tại vì là lead hop, xương rồng và những loại sen đá thì hầu như chúng ta đều chăm sóc giống nhau, có nghĩa là không cần phải tưới quá nhiều nước một ngày, quá nhiều nước trong một tuần, chỉ cần tưới một lần trên tuần là đủ. Nếu những cây nào mà nó bị quá khô thì các bạn mới nhỏ một ít nước ở dưới phần gốc quanh cây để cho cây khỏe thôi, chứ không cần phải tưới nước nhiều. Cây ở đây thì được tầm khoảng là 4 đến 5 tháng tuổi rồi, thì các bạn có thể thấy kích thước của cây cũng được 1 đến 1.2 cm. Thì mình cũng có thể trồng cây bằng cách là chọn những cái cây bé để trồng cho nó lớn lên được như thế này, hoặc là chúng ta có thể gieo hạt. Tuy nhiên cái việc gieo hạt ở đây nó cũng sẽ hơi khó hơn một xíu. Đối với những bạn mà chuyên về trồng cây thì ok, không sao. Nhưng đối với những bạn mà chỉ thích chăm cây này kia thì chúng ta nên chọn những cái cây mà đã lớn sẵn như thế này rồi và bắt đầu chăm sóc thì nó sẽ dễ hơn cho cái việc chăm sóc của chúng ta, và chúng ta cũng sẽ thấy cây phát triển nhanh hơn, khỏe hơn. Tuổi đời của cây thì từ 3 đến 5 năm nếu mà chúng ta chăm sóc đúng kỹ thuật. Còn về cái độ tuổi mà để ra hoa thì cây bắt đầu từ 1 năm trở đi thì cây sẽ cho hoa rồi. Tuy nhiên là nếu chúng ta quan trọng đến cái việc mà ánh sáng và đất dinh dưỡng cho cây thì cây sẽ tốt. Đối với cái loại phân tan chậm này thì 6 tháng chúng ta sẽ bón lại một lần. Chúng ta không cần phải thay đất hay là bón phân liên tục trong vòng 1 hoặc 2 tháng. Thì đó là cái lợi của việc chăm những cái loại cây thực vật mọng nước như thế này. Và đây là những cây khỏe mà mình muốn giới thiệu cho các bạn biết về độ nước và mức nước và ánh sáng như thế nào là phù hợp. Về ánh sáng thì chúng ta chỉ cần ánh sáng dịu nhẹ vào mỗi sáng. Nếu như các bạn muốn cây có màu đẹp và tươi thì các bạn nên cho cây tắm nắng vào mỗi sáng từ sáng sớm cho tới khoảng 9 đến 10 giờ là ok, hợp lý. Tránh những cái ánh nắng buổi trưa ra, tại vì hầu như tất cả các loại cây, trừ những cây cực kỳ chịu nắng được nha, thì những cây như thế này thì chúng ta nên để cho một cái khoảng nắng nó nhẹ vào. Ở đây là mình đang để nắng chiếu từ cửa sổ vào, thì cái nắng này rất là phù hợp. Ví dụ như các bạn ở nhà hoặc là trồng ở những chung cư thì chúng ta nên có những cái góc sáng như thế này là quá tuyệt vời luôn, không cần phải di chuyển hay là sợ nắng mưa gì cả. Còn đối với những bạn trồng cây mà ở môi trường văn phòng thì sao nhỉ? Thì cũng có nhiều bạn hỏi mình là mình làm ở văn phòng thì mình không biết là trồng cây như thế nào, chăm sóc cây có tốt không? Thì mình cũng khuyến khích là nếu như các bạn có cửa sổ kính hoặc cửa sổ hoặc là ánh sáng chiếu vào cửa kính thì chúng ta sẽ đặt cây ở gần đó.
Còn nếu không thì chúng ta nên đem cây ra ngoài ngoài trời một tuần ít nhất là 2 lần để cho cây quang hợp và lên màu. Tiếp theo ở đây là mình muốn cho các bạn thấy là cây nít hop không khỏe là như thế nào. Thì hiện tại ở đây á là mình đang có những cây là nó hơi bị mềm và nó hơi bị móp méo một xíu. Các bạn có thể nhìn thấy cái cục này nè, nó đang bị nhăn nheo hết. Thì cái triệu chứng này á là cây đang thiếu nước và bị khô quá nên nó sẽ bị nhăn nheo cây đi. Còn cây mà đang có hiện tượng như thế này là đang bị nấm và đang bị con gì ăn phải nè, thì mình cũng do là hôm bữa để cây ngoài trời thì có thể là chuột hoặc là con gì đó gặm mất. Thì mình đã lấy riêng ra những cái cây mà bị bệnh, bị nấm và đang có cái triệu chứng là yếu đi, thì mình sẽ trồng riêng ra một chậu để cái chế độ dinh dưỡng nó tốt hơn một xíu, về đất và về nước nó cũng khác hơn, về ánh sáng cũng khác hơn. Thì về đất thì mình cũng trộn nhiều phân bón hơn một xíu và cái độ thoát nước nó cũng dễ hơn. Mình đối với những loại cây mà nó đang có triệu chứng héo và yếu đi á, thì chúng ta sẽ tưới nước vào cho cây, tưới nước vào ở bên dưới gốc cây này nè. Các bạn sẽ mình dùng cái xi lanh này đây để nhỏ vào dưới gốc cây, chỉ nhỏ dưới gốc cây thôi. Những cây mà héo như vậy thì chúng ta sẽ nhỏ xung quanh gốc cây để cho giúp cây hút nước và khỏe hơn. Nhưng mà các bạn cũng nên lưu ý một điều là chúng ta chỉ nên tưới nước vào buổi sáng, tại vì buổi sáng thì sau khi tưới xong các bạn cho cây đi tắm nắng thì cây sẽ bắt đầu quang hợp và thoát nước dễ hơn. Nếu các bạn quên thì đừng nên tưới cây vào ban đêm, bởi vì ban đêm thì cây sẽ không thể nào thoát nước được và nó sẽ dẫn đến cái tình trạng mà úng và héo cây đi, chết cây đi. Thì ở đây các bạn cũng đừng quá lo lắng, nếu như mà cây đang có những triệu chứng bệnh thì mình cứ bình tĩnh trồng cây riêng ra ở một nơi và đặt ở nơi thoáng mát và có nhiều ánh sáng hơn. Tưới nước từ 2 đến 3 ngày một lần. Đối với loại cây mà khỏe mạnh không bệnh thì các bạn chỉ cần 7 đến 10 ngày tưới nước một lần thì ok, hợp lý. Còn đối với loại cây mà đang bị khô nước và thiếu nước thì các bạn 2 đến 3 ngày tưới quanh gốc một lần như mình vừa làm lúc nãy, để mà cây tốt hơn và cũng đặt nơi có nhiều ánh sáng hơn để cây bắt đầu khỏe phục hồi. Sau khi cây phục hồi và khỏe mạnh như ban đầu thì các bạn có thể để lại cái vị trí chung với những cây khỏe của các bạn. Thì đây là cái cách mà chúng ta cứu chữa một cái cây bị ốm và đang có triệu chứng xấu đi như thế nào. Thì các bạn cũng nên quan sát là trong vòng một tuần thì cây có tốt hơn không, hay là cây nó đang có tình trạng tệ đi thì các bạn cũng nên xem xét cái triệu chứng của nó tệ đi. Nếu nó đang bị, ở đây mình không có cái cây nào nó bị gọi là dư nước quá. À, có cây này là nó đang bị, hôm bữa mình lấy hàng về thì nó đang bị hư thân và nó bị úng. Thì cái tình trạng nếu mà bạn thấy nó như thế này thì nó đang bị, nó sẽ đang bị úng đi nè. Nó đang bị úng đi. Có thể nếu các bạn thấy tình trạng này thì nó đang bị úng do nước quá nhiều hoặc là do nóng, bị nóng. Còn những tình trạng này là nó đang bị khô thì các bạn cứ thêm nước vào dưới gốc cây một ngày vào buổi sáng và 2 đến 3 ngày một lần. Nếu như là các bạn là không có trồng bằng cái giá thể giống như mình thì các bạn trồng bằng đất thịt thì từ 5 đến 7 ngày các bạn tưới vài giọt nước xung quanh thân cây. Thì qua cái video này mình cũng muốn chia sẻ về cái cách chăm sóc lít hop như thế nào và cho các bạn thêm một vài thông tin về cái tuổi đời và cách chăm cây để cây ra hoa như thế nào cho tốt. Thì mình hy vọng là video này có thể giúp các bạn có thêm nhiều kinh nghiệm và tự tin để chăm sóc một cây lít hop hơn. Mình cảm ơn các bạn đã theo dõi.